Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Gen Anime. Xuất bản lần đầu vào năm 1990, tính đến nay đã hơn 30 năm. Nhưng bộ truyện Shin có bé bút chì của tác giả Uchi Yoshito vẫn chưa bao giờ hết lôi cuốn. Tuy nội dung chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày của cậu nhóc 5 tuổi, nhưng cách truyền đạt gần gũi, những tình huống giờ khóc giờ cười đã làm say mê biết bao thế hệ bạn đọc. Đã bao giờ các cậu tự hỏi phải hệ nhà Shinosuke có tất cả bao nhiêu thành viên chưa? Hãy cùng giải đáp thắc mắc đó trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay từ nào. Đây là sơ đồ phả hệ, bao gồm tất cả những thành viên của gia đình Koyama, Nohara và gia đình Shinosuke. Có khá nhiều nhân vật nên tớ chỉ giới thiệu qua về từng người. Nếu các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về nhân vật nào thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với gia đình Koyama của mẹ Mise trước. Gia đình Koyama. Số 1. Koyama Yoshiji. Yoshiji là ông ngoại của hai anh em Shin và Hima, xuất hiện lần đầu ở tập 209, ông ngoại từ Kyushu đến chơi, được lồng tiến bởi Kenichi Sakaguchi và Tomoaki Ikeda. Ông Yoshiji đã 63 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Nagasaki, nhưng do ảnh hưởng của bom nguyên tử nên phải sơ tán đến nơi ở hiện tại, vùng Kyushu, thành phố Aso, tỉnh Kumamoto, nơi được mệnh danh là vùng đất của lửa vì ở đây vẫn còn một ngọn núi lửa đang hoạt động. Tính cách nóng nảy của ông có từ đây mà ra không ta? Trong quá khứ, ông đã trực tiếp trải qua cuộc khủng hoảng lương thực sau chiến tranh nên luôn dạy con cái của mình về tầm quan trọng của thức ăn. Thấm nhuần tư tưởng ấy nên mẹ Mise luôn ép Shin phải ăn hết lớp chuông, không được bỏ thừa. Trước đây, ông từng là phó hiệu trưởng của một trường cấp 2, bởi vậy nên tính cách ông rất nghiêm khắc, cổ hủ, cứng đầu và bảo thủ. Nhưng đôi khi cũng khá trẻ con, như tranh cãi với bà ngoại về những chuyện rất nhỏ. Cứ thấy ông ngoại đến thăm nhà Shin là biết hai ông bà giận nhau rồi nhé. Cách hành xử trang trọng của ông thường trở thành trò cười cho Shin và ông nội Jinosuke. Tuy không hài lòng về cái tính nhắn nhít của Shin, nhưng ông rất yêu thương cậu nhóc và cháu gái Himawari. Đôi khi ông rất ghen tị với ông nội Jinosuke vì cảm thấy sự hài hước của mình thua kém nên không thể gần gũi được với các cháu. Mối quan hệ giữa ông ngoại, ông nội rất khắc khẩu, như chó với mèo luôn. Số 2. Koyama Hisae. Đây là bà ngoại của Shinosuke, bà cũng xuất hiện lần đầu trong tập 209, được lồng tiến bởi Noriko Umemura. Bà Hisae có một người chị ruột tên là Fusae, tuy đã 58 tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ. Nét ngoại hình từ gương mặt cho đến mái tóc đều di chuyển cho con gái Mise nên trông họ rất giống nhau. À, còn di chuyển cả kỹ thuật sắp xếp đồ và nhét chăn lộn xộn vào tủ nữa. Dù hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh về chồng nhưng bà Hisae rất hiền lành và tốt bụng, bà ngoại nấu ăn cũng ngon lắm. Trong khi ông ngoại, ông nội như chó với mèo thì mối quan hệ giữa bà ngoại và bà nội lại rất tốt. Số 3. Koyama Mase. Chị cả của ba chị em nhà Koyama chính là bác Mase, 35 tuổi, hiện vẫn còn độc thân. Xuất hiện lần đầu trong tập 130, bác Mase đến thăm, được lồng tiếng bởi Tomoko Miyadera. Bác Mase thường mặc kimono và dùng phương ngữ Kumamoto để giao tiếp hàng ngày. Lần đầu gặp, bác có tính cách điềm đạm vui vẻ, nhưng thực ra là chú nghịch ngợm vì luôn mang theo một chiếc mặt nạ đáng sợ để hù dọa mọi người. Cơ mà người ta sợ mặt bác ấy hơn chứ. Từ trêu vèo má, cọ đầu của mẹ Mise là được học từ bác Mase đấy. Hiện tại, bác Mase đang sống ở Kumamoto và làm giáo viên Nhật ngữ ở một trường cấp 2. Số 4. Koyama Mise. Nhân vật này quen thuộc lắm đúng không nào? Chị gái thứ hai chính là mẹ Mise, 29 tuổi, được lồng tiến bởi Miki Narahashi. Cao 1m59, nặng 60 cân, số đo bao vòng là 78, 58 và vòng 3 không rõ, nhưng Shin hay chê mẹ là bà cô keo kiệt mông bự. Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên cô Mise có ngoại hình khá ưa nhìn, không đến mức xuất sắc nhưng đủ để được trai đẹp tỏ tình hồi còn là sinh viên đấy. Về tính cách, Mise là một người phụ nữ rất cá tính, thô bạo và nghiêm khắc với chồng con là vậy, nhưng lại rất ngọt ngào và chiều chuộng bản thân. Ví dụ như lấy thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước để làm cơm hộp bữa trưa cho chồng và con, còn mình thì đi ăn nhà hàng Trung Quốc vì đồ ăn thừa đã hết này. Hết xảy ra chuyện gì là nghi ngờ Shinosuke đầu tiên, cứ thế mà con mắng tét đít, đến lúc biết sự thật thì lại xin lỗi. Về vấn đề tiền bạc thì mẹ Mise khá keo kiệt, tính toán chi li từng khoản một, thấy có thể kiếm lời được là mẹ lao vào ngay. Ví dụ như cố lấy trộm vé số trúng thưởng 1 triệu yên của Shin này, hay lén bán bộ mô hình Action Command mà cậu con trúng thưởng được. Và tất nhiên là mấy vụ đó đều không thành công. Kể xấu vậy thôi, chứ mẹ nào mà chẳng thương con. Trong movie 24, cuộc tấn công vào thế giới mộng mơ, khi cô bé Saki nghĩ rằng mẹ rất ghét mình vì mình mà mẹ mới mất, mẹ Mise đã ôm Saki vào lòng và nói, chẳng có người mẹ nào ghét con của mình cả. Không cần nói nhiều, chắc mọi người cũng đều cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ Mise dành cho Shin và Hima rồi đúng không nào? Số 5. Koyama Musae. Em út trong gia đình Koyama chính là dì Musae, 26 tuổi, xuất hiện lần đầu ở tập 561, dì đến nhà chơi, được lồng tiến bởi Michiko Neya và Orie Kimoto. Dì Musae là một người đầy tham vọng và khao khát trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng ông ngoại lại ra sức ngăn cản vì muốn con gái làm công việc văn phòng. Ông đã tức giận và đuổi Musae ra khỏi nhà. Sau đó, Musae làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia Nega Hirumu nhưng bị đuổi việc vì bị cho rằng không có tài năng. Không tiền bạc, không chỗ ở, di chuyển đến nhà Shin sống một thời gian mà không hề báo trước cho chị gái. Trong 3 tháng tạm trú ở tầng 2 của nhà Nohara, chúng ta được thấy dì Mise là một người khá lười biếng, suốt ngày ăn với ngủ nướng, phòng lúc nào cũng bừa bộn. Tuy nghèo nhưng dì rất giàu tình yêu thương với hai đứa cháu tinh nghịch. Khi làm công việc bán thời gian ở hiệu sách Kasekabe, một nhiếp ảnh gia đã nhận ra tài năng của Mise và mời cô về làm trợ lý. Thế là dì Mise chuyển ra ngoài sống và thuê nhà ở chung cư Matanzure. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với gia đình Nohara nhé. Số 1. Nohara Ginosuke.
Cái tính mê gái với nhân nhân của Shin và bố Hiroshi chắc chắn là từ ông nội mà ra rồi. Ông nội Jinosuke 65 tuổi, xuất hiện lần đầu trong tập 18. Ông nội đã đến. Ông là một người nông dân, sống ở thành phố Omagari, tỉnh Akita. Về ngoại hình, Shin và Hima có gương mặt bầu bĩnh giống hệt ông. Ông nội cũng rất hợp cạ với Shinosuke trong mấy trò nghịch ngợm và cách nói chuyện nhả nhít, đặc biệt là thích đọc tạp chí bikini và ngắm gái xinh ngoài đường. Cái điệu múa vai của Shinosuke là do ông nội dạy đấy. Mỗi lần đến thăm nhà Nohara là ông lại đều ngồi xuất hiện, có gọi điện hay gửi thư thông báo trước thì cũng toàn đến sớm hơn không à. Lý do ông đến chơi cũng giống ông ngoại, cãi nhau với bà. Mỗi lần nhà Nohara về quê chơi thì ông bà tiếp đón nhiệt tình lắm, như lễ hội luôn. Trong tập truyện 40, ông thuê cả đội kịch để đóng giả mafia, là nhà Nohara được fan hú hồn. Ông nội thường gửi rau và hải sản cho nhà Shin, đồ ở quê nên lúc nào cũng tươi ngon. Số 2, Nohara Tsuru. Cũng xuất hiện trong tập 18 là bà nội Tsuru, 62 tuổi, được lớn tiến bởi Chie Kitagawa và Kikumi Umeda. Bà Tsuru rất hiền lành và tốt bụng, dù là mẹ chồng nàng dâu nhưng bà luôn coi Komise như con gái ruột. Tuy không bằng ông nhưng bà nội cũng thích bày trò lắm đấy, ví dụ như giả làm ma cổ dài này hoặc mấy trò ảo thuật không đúng lúc. Mỗi khi ông Jinosuke tỏ ra hàm gái là bà lại cho ăn chửa ngay. Với ông bà thông gia, bà rất thân thiết với bà ngoại Hisae. Số 3, Nohara Shimashi. Một nhân vật khá xa lạ với chúng ta vì bác ấy chỉ xuất hiện trong manga mà thôi. Chính là anh trai của bố Hiroshi, xuất hiện lần đầu ở tập truyện 24. Bác Shimashi 40 tuổi, hiện đang là nông dân ở quê nhà Akita. Nghĩa đen của tên Shimashi là keo kiệt, và đó cũng chính là tính cách nổi bật nhất của ông bác này, keo kiệt hơn cả mẹ Mise luôn. Trong một lần phải đến Kasekabe để đón ông Shinosuke về, Shimashi đã xin đi quá giang xe trên đường thay vì đi tàu vì không muốn mất tiền mua vé. Hay khi gia đình Nohara về quê chơi thì bác Shimashi lại giục họ về sớm, kẻo tốn điện tốn gạo. Ông bác cũng khá ngốc nghếch, nhiều khi đùa rất vô duyên, ví dụ như nhận mình là bố ruột của Shin chẳng hạn. Về đường tình duyên, mối tình đầu của bác Shimashi là một cô gái tên là Komachi, chủ quán cà phê. Đúng hôm hẹn đi chơi thì chồng cũ của Komachi quay về và muốn hàn gắn với cô ấy. Thế là thôi, đánh chúc em hạnh phúc vậy. Sau một thời gian dài không tin vào tình yêu thì bác cũng đã tìm được một nửa của đời mình, cô ấy tên là Ikuna. Số 4, Nohara Ikuna. Trong tập chí Manga Town tháng 9 năm 2020, kỷ niệm 30 năm sinh cậu bé Bushi, vị hôn thê Ikuna của bác Shimashi đã xuất hiện. Tên đầy đủ của cô là Ogano Ikuna, 27 tuổi, tốt bụng nhưng keo kiệt và hay dọa nạt trẻ con. Cô đã từng kết hôn và có hai đứa con. Sau khi chia tay chồng cũ, Ikuna trở về Akita phụ giúp bố mẹ công việc đồng ruộng. Tại một bữa tiệc mai mối ở làng, cả hai đã quen biết nhau và thường xuyên giữ liên lạc qua bộ đàm. Trong tập chí tháng 12 năm 2020, tiết lộ Ikuna đã mang thai với Shimashi. Và để ấn bản tháng 1 năm 2021, cả hai chính thức kết hôn, cô đổi tên thành Nohara Ikuna. Hai đứa con riêng của Ikuna tên là Itsuki và Natsumi, có cùng độ tuổi với Shin. Ngoài ra còn có một nhân vật mới chỉ có trên anime tên là Sakura Chiruko, xuất hiện trong tập 133. Sakura khoảng 19 tuổi, là cháu gái của Hiroshi. Cô ấy thường đeo kính, khi bỏ kính ra thì vô cùng xinh đẹp. Có lẽ nhà sản xuất đã thay bác Shimashi bằng một cô em gái rồi. Số 5, Nohara Hiroshi. Ông bố chân thực của Shin đây. Nohara Hiroshi 35 tuổi, được lồng tiến bởi Keiji Fujiwara và Toshiyuki Morikawa. Hiện tại đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty Futaba sau hơn 15 năm cống hiến. Trong công việc, bố Hiroshi luôn hoàn thành xuất sắc và được lòng sếp. Bố luôn thân thiện và quan tâm đến ý kiến của cấp dưới nên rất được lòng mọi người. Trong gia đình, bố là trụ cột kinh tế vững chắc, còn quyền lực thì đừng mơ tranh giành với mẹ. Tiện đình cũng tiết lộ luôn, thu nhập hàng tháng của bố Hiroshi là 300.000 yên ở thời điểm phát sóng năm 1994. Tiền tiêu vặt mỗi tháng là 30.000 yên hoặc ít hơn nếu chi tiêu nhà Nohara tăng cao. Bên cạnh đó, bố phải vay tiền để mua nhà và vẫn còn 32 năm trả góp. Cũng giống ông nội Shinosuke, bố Hiroshi rất mê gái xinh, thường giấu tạp chí bikini để xem trộm. Hay đi ngủ là lại chìm vào giấc mơ với mấy cô em quyến rũ. Mê gái đến mức trong OP22, người bố robot phản công, bố còn bắt Shin tự về nhà để mình vào thẩm mỹ viện với em gái tiếp thị. Một đặc điểm không thể không nhắc đến khi nói về nhân vật này chính là mùi chân thối. Không gì đáng sợ hơn, nguy hiểm đến tính mạng chính là cách Shinosuke mô tả nó. Nếu các bạn vẫn chưa hình dung được độ kinh khủng ấy thì trong tập 832, sau khi ngửi móng chân, hai bố con nhà này lăn ra ngất xỉu trong 8 phút 49 giây luôn. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chân thối là món vũ khí vô cùng lợi hại, cứu giúp cả gia đình khỏi tình huống nguy hiểm. Năm 2016, những nội tất của Hiroshi được trưng bày tại triển lãm Shin cậu bé Bushi tổ chức tại cửa hàng bách hóa Tobu và Ikebukuro. Họ tạo ra mùi hương vô cùng nồng nặc bằng các chất hóa học và đậy kín chiếc tất trong lồng kính. Giờ chúng ta đến với gia đình của Shin nhé. Số 1, mẹ Mise và bố Hiroshi. Những thông tin cơ bản về hai nhân vật này tôi đã trình bày ở phía trên. Vì là nhân vật chính nên còn rất nhiều điều để nói. Tôi hẹn các cậu ở những video hồ sơ nhân vật nhé. Mise và Hiroshi gặp nhau lần đầu vào 8 năm trước. Mise 21 tuổi là nhân viên văn phòng tại công ty Onyamada. Hiroshi 27 tuổi là nhân viên công ty Futaba. Một ngày nọ, Hiroshi nhận được chiếc khăn tay theo trái tim ở trên đường và đã trả lại cho Mise. Từ đó họ quen biết nhau. Nhưng trong tập phim, Shin sẽ biến mất sao? Cô cậu đã quay trở về quá khứ và nhặt cái khăn đó thay vì bố Hiroshi. Thế là cả đội phòng vệ phải làm mọi cách để hai người họ chạm mặt nhau.
Hiroshi đã giải nguy cho Mise khi cô bị hai tên đầu gối bắt nạt, rồi không may bị chúng đấm cho chảy máu mồm. Vẫn chưa khăn trái tim ấy, Mise đã lau vệt máu cho Hiroshi, tạo nên ấn tượng ban đầu khó phai. Các cậu có thể xem chi tiết tập phim đó ở video này nhé. Sau khi kết hôn, mẹ Mise trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Năm 24 tuổi sinh con trai đầu lòng và 27 tuổi sinh con gái út. Số 2, Nohara Shinosuke, nhân vật chính của bộ truyện. Cô Shin sinh ngày 5 tháng 5, 5 tuổi, học trường mẫu giáo Futaba, thành viên thường trực của đội phòng vệ Kasukabe. Dù mới chỉ 5 tuổi, nhưng hành động và lời nói của Shin lại rất trưởng thành theo hướng không tích cực cho lắm. Shin vẫn có những nét ngây thơ của một cậu bé lém lỉnh, hay ăn, ham ngủ nướng, bướng bỉnh. Sở thích của cậu là tán tỉnh các chị gái xinh đẹp. Xin nhắc lại là các chị gái nhé, chứ nhỏ tuổi hơn là không quan tâm đâu. Shin thích Action Kamen, robot Kantamu, thích ăn chocobi, thích Kazama, thích nhảy biribiri, thích cosplay thành các loài động vật, vân vân và mây mây. Không thể phủ nhận rằng Shin rất có năng khiếu thể thao, lướt sóng, kiếm đạo, câu cá, trượt tuyết, bơi lội, môn nào cô cậu cũng chơi được tốt, chỉ là chơi theo cách chẳng giống ai thôi. Dù còn nhỏ nhưng Shin đã ý thức được trách nhiệm của một người anh trai. Cậu luôn yêu thương hết lòng và chăm sóc tận tình em gái hoàng dương của mình. Số 3, Nohara Himawari. Đây là một cô bé vô cùng đặc biệt. Em sinh ngày 27 tháng 9, ngày mà các hành tinh trong hệ mặt trời xếp thành chữ Hima và được chính anh trai đặt cho cái tên Himawari. Hima rất năng động và nghịch ngợm, vì thế mà thường hay gây rắc rối cho cả gia đình. Giống mẹ Mise, Hima rất mê trai đẹp. Có những lần em quấy khóc quá, mẹ phải đeo mặt nạ diễn viên đẹp trai thì Hima mới chịu nín. Bên cạnh đó, Hima có niềm đam mê với những món đồ lấp lánh như trang sức, vàng bạc. Trong movie 18, vị hôn tươi đến từ tương lai, ta được biết Hima lớn lên sẽ trở thành một cô cảnh sát quốc tế xinh đẹp. Số 4, Nohara Shiro. Shinosuke đã từng nói, Bạch Tuyết cũng là thành viên của gia đình Nohara, nên chắc chắn cậu cuốn cũng có mặt trong danh sách này. Tên nguyên gốc là Shiro, nghĩa là màu trắng. Khi về Việt Nam thì được chuyển thành Bạch Tuyết. Người chủ đầu tiên của Bạch Tuyết là cô bạn Rune. Nhà cô ấy có nuôi một cô chó và sinh ra 4 chú chó con. Bạch Tuyết là một trong số đó. Nhưng bố của Rune bị dị ứng lông chó và phải nhập viện, nên họ không thể nuôi chúng được nữa. Ba cuốn con đã tìm được chủ mới, còn chó mẹ và Bạch Tuyết được đưa đến trung tâm thú y công cộng. Không chấp nhận điều đó, Rune đã đặt Bạch Tuyết vào một thùng cắt tông bên đường. Và rồi, Shin cùng nhóm bạn đã nhìn thấy cậu ấy. Bạch Tuyết là một chú chó trung thành và rất có trách nhiệm. Dù nhiều lần bị Shin đối xử không tốt, nhưng cậu ấy không bao giờ phản bội. Đã từng được trao cơ hội làm người, vậy mà Bạch Tuyết chấp nhận hy sinh chỉ vì an nguy của cậu chủ. Có một người bạn như này thì quý lắm đấy. Và đó là tổng hợp tất cả thành viên của đại gia đình Shinosuke. Nếu thấy bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ channel anime nhé. Video cũng dài rồi nên tôi xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.